Xin chào các bạn yêu thích trên kênh YouTube của Tăng Alex. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe. Sau đây Tăng Alex sẽ quay đoạn đầu của các cặp đôi thi đấu bóng bàn. Mời các bạn đón xem. Chậm lại Khánh ơi. Bắt đầu làm mất.
Chị Dung ơi, mặc vợt của họ là chị Dung ơi, mặc vợt của họ là vợt gai, con gái á, vợt gai, ừ. Muốn là không, gai đó nghe cũng tốt mà. Chậm lại một tí. Thanh ơi cố lên. Thấp người xuống. Cố lên. Đúng rồi, quả ngắn quá dài. Đổi qua sớm. Nhảy cho nó tự nhiên. Đúng rồi, nhảy cho tôi, nhảy cho tôi. Tập trung nhảy. Đúng rồi.
Đúng rồi, bắt cho người ta phải di chuyển. Đúng rồi, khó đối phương, khó chị Dung. Đúng rồi. Sợi. Sợi nè, cười tươi nhé. Giỏi lắm Thanh ơi, giỏi lắm. Ông phải nhanh nhẹn lên cho tôi. Son, how is that?